đề cập tới cái phần là làm sao để lấy hình ảnh. Còn buổi học hôm nay á, thì mình sẽ quan tâm tới làm sao để mà lấy các số đo. Thì không biết là các anh chị của mình, một số các anh chị trong học viên danh sách của lớp mình thì đang thấy là đã qua cái lớp siêu âm tim rồi, do đó là chắc chắn sẽ dễ dàng để mà theo đuổi các bài học lý thuyết này. Nhưng mà có một số thì mới hoàn toàn, do đó các anh chị yêu cầu là sau mỗi buổi học thì phải chịu khó là thuộc vững cái bài lý thuyết của mình đi. Thì như vậy qua cái bài hôm rồi á, hôm nay ví dụ như là nhìn trên cái hình này, các anh chị có thể xác định dùm Giang đây là mốt gì hay không? Rồi, đúng. Rồi đây là E2D. Cái thứ hai là mặt cắt nào? Chúng ta nhìn thấy đây, một vùng, hai vùng, ba vùng, đây là hình ảnh rất quen thuộc của mặt cắt dọc cạnh ức. Tức là ở cạnh ức chúng ta có hai trục, trục dọc và trục ngang, thì đây là trục dọc cạnh ức. Nhưng mà chúng ta sẽ còn đo đó, thì hôm trước Trang có nói á, ở cái mặt cắt này, các anh chị ơi, các anh chị tắt cái âm thanh đấy để mà cho nó đừng có nhiễu âm. Không có lại được cái đó, cái là đó đi, đó là bất cập gì đó là cái gì? À, của bác á, bác này về đây. Ồn quá các anh chị ơi. Có anh chị nào đề Galaxy Note 10 nè, nhưng mà không thấy tên á, thành ra là chịu khó ta bạn quyết giùm. Note 10 rồi. Rồi đúng rồi. Thì ở đây với cái mặt cắt dọc cạnh ức, các anh chị sẽ đo cái phần thứ nhất là mình, cái bước đầu tiên luôn luôn đo sẽ là đo cái phần động mạch chủ này. Và các anh chị sẽ thấy đây hình ảnh nè, lá này còn nhớ định danh là lá gì không các anh chị? Lá vành phải, còn bên đây là lá không vành. Và mình sẽ có 4 mức để mà đo ở cái phần ngang vành động mạch chủ này. Mức thứ nhất đó là các anh chị đo ngay ở chỗ cái góc vành này qua, thì họ sẽ thường gọi là đo ngang vành động mạch chủ, hoặc cái thứ hai gọi là đo buồng tấm thất trái. Rồi mức thứ hai là cái chỗ mà động mạch chủ này nó phình ra đây nè, thì đây là các anh chị sẽ đo là ngang xoang vành sava. Bước thứ ba là sau cái chỗ phình nó thắt lại rồi, thì đây là chỗ nối xoang và động mạch chủ xuống. Vô tới phần bước số 4 là đo cái đoạn mà đây nó sẽ nối dài ra, thì đó là đo động mạch chủ xuống. Và số đo của những cái này nè, nó sẽ thay đổi rất nhiều, và không phải chỉ riêng cái phần động mạch chủ, mà cả tất cả những cái phần khác trong bài này, các anh chị thấy là số đo nó sẽ thay đổi rất nhiều giữa các tác giả, thậm chí là giữa các chủng tộc khác nhau, tức là tùy cái thể hình to hay là nhỏ vân vân. Do đó ở đây á, thì thường là người ta sẽ lấy mốc là không quá 30, còn tất cả những phần còn lại này thì không quá 35. Tức là cái bước đầu tiên đây thường không quá 30, còn những cái phần còn lại này thì thường không quá 35. Và các anh chị sẽ thấy hình dung cái hình bên đây họ đo đó là với cái tương ứng bên đây, ngang van động mạch chủ, cái chỗ mà phình ra đây là ngang xoan van sapa, rồi chỗ nối cái ống và cái đoạn dưới đây là cái số 4 nè, là cái phần đo của động mạch chủ xuống. Đây là phóng to ra hơn, tức là các anh chị cũng sẽ thấy ngang cái góc của van động mạch chủ, thì đó là vòng van động mạch chủ, thì họ còn nói là còn đo buồng tấm thất trái. Rồi đây là ngang xoang van sava, chỗ nối giữa xoang và ống, và xuống dưới đây là ống động mạch chủ. Các đồng nghiệp sẽ thấy ở bên đây số đo của tác giả này lại khác nữa, tức là họ lấy cái mốc những cái vùng còn lại thì không quá 35, còn cái này thì không quá 26. Có thể là xê xích nhau một vài cm, thì một vài mm thì quý đồng nghiệp vẫn chấp nhận được, và do đó mình ráng mỗi người sẽ tự xoay sở một cái cách làm sao để cho mình dễ nhớ. Thí dụ như đây 34 và 45 thì thôi mình gom hết đi tất cả, tức là cái vùng BCD này nè không quá 35, còn cái vùng này như vậy không quá 25. Còn nếu theo cái slide trước thì cái vùng này chúng ta lại lấy con số khác, đây là 21 vân vân. Và cái cách đo thì bên đây thì Trang đã có ghi chú ra bằng tiếng Việt luôn cho các anh chị. Khi mình đo đó, để cây thước thì ngang qua canh á, chuẩn là mình sẽ đo canh trên 2D. Nhưng những con số mình đo được sẽ là đo trên TM. Và như vậy thì khi để cây thước ngang qua cái đá banh động mạch chủ như vậy, các đồng nghiệp sẽ thấy cái hình hộp của động mạch chủ đây. Và mình sẽ đo từng bước. Cái thứ nhất, đây là thất phải. Thì cái đo chỗ bung rộng nhất của thất phải, đó là đo đường kính thất phải cuối tâm trương, thì người ta cũng sẽ lấy mốc là không quá 35. Như vậy nếu theo cái slide trước, cái này không quá 35, ngang cái này cũng không quá 35. Rồi bước thứ hai,
cái đo đường kính thấp phải cuối thâm thu thì ít khi nào sử dụng. Giống như là hôm đầu Trang đã nói trong cái bài trước, đó là đường kính thấp phải, thấp trái trong thì tâm thu thì ta ít quan tâm. Người ta quan tâm tới cái thì tâm trương để coi coi tim có lớn hay không, có giãn các vùng tim hay không, là giữa con thì tâm trương này. Rồi khi mà đo động mạch chủ thì đây, cái số 3 là các anh chị sẽ đo nguyên cái chỗ mà bung rộng nhất của động mạch chủ. Và đặc biệt á, tới cái số 4 này nè, là các anh chị đo chỗ bung rộng nhất của nhĩ trái. Mình thấy cái vùng này đây à, là ứng với cái vùng nhĩ trái phía bên đây. Và cái số 5 là đây là cái hình hộp của lá van động mạch chủ, thì các anh chị đo coi cái độ mở van nó là bao nhiêu. Như vậy thì nếu ở bên đây thì tác giả này lại lấy móc là không quá con số 40, tác giả bên trước thì lấy móc số 35. Thì lát nữa cuối bài chúng ta sẽ có một con số chung của người Việt Nam. Nhưng mà có một điều cần các anh chị lưu ý ở đây, tức là khi mình nhìn vô á, thì luôn luôn kích thước thấp phải. Hôm trước có nói rồi, không biết các anh chị còn nhớ hay không ha, bằng khoảng 1/3 thấp trái. Kích thước của chủ này sắp xỉ với là nhĩ trái. Và một cái quy tắc quan trọng là khi đo với vùng nào thì cái thước đo này nè phải vuông góc với vùng khảo sát. Như vậy thì mình đang đo ngang qua van là mạch chủ, đây cái từ gọi là đo ngang van mạch chủ. Mục đích là phải đo ba tầng, đo tầng thấp phải, đo tầng chủ, đo tầng nhĩ trái. Do đó đây thể hiện số 1, số 2 là đo tầng thấp phải, số 3 là đo tầng chủ và số 4 là đo tầng nhĩ trái. Cây thước phải vuông góc với lại cái vùng của lòng mạch chủ này. Ở đây người ta lấy con số là không quá 40. Các bạn sẽ thấy có một cái tỷ lệ như thế này. Nhĩ trái chia động mạch chủ, bạn gì khó nhớ lắm, nhớ không nổi đâu, mình chỉ nhớ sắp xỉ là 1. Tức là nói cách khác, nhĩ trái sắp xỉ với kích thước của động mạch chủ. Rồi bây giờ, sau khi hồi nãy mình để cây thước ở phía trên này ngang van mạch chủ, thì bây giờ mình sẽ đo ngang van hai lá, tức là để cây thước ngang qua cái phần van hai lá như vậy. Thì có một số những con số mà đây nêu lên đó, thì thực tế là trên lâm sàng ít khi sử dụng tới. Ví dụ như là chiều dài lá trước, chiều dài lá sau. Nhưng có con số này thì các anh chị tô highlight dùm Trang, tức là chiều dày của lá van hai lá. Tại vì rất nhiều tình huống mình sẽ nói là van hai lá dày, vôi, sơ v.v. Nhưng mà tiêu chuẩn để bao nhiêu gọi là dày thì thường là không quá 2 ly. Còn nếu quá 2 ly á, thì mình tính là sẽ là dày thấp ra, dày van hai lá rồi. Tại vì rất nhiều trường hợp các anh chị nhìn một cách cảm quan, à cái này chắc nó dày, lá trước dày, lá sau dày. Nhưng mà nhớ ha, nếu nó quá 2 ly thì mới tính gọi là dày. Còn độ dài lá trước và độ dài lá sau, đây lá trước bung rong nè. Từ đây cho tới đây lá trước, từ đây tới đây lá sau nó luôn luôn ngắn hơn lá trước. Nhưng mà hai con số này thì ít khi sử dụng tới. Những con số tiếp theo này cũng ít xài tới. Nhưng mà có một cái con số mà cái mũi tên đây, tức là các anh chị lấy khi van hai lá đóng mở trên hình thì các anh chị sẽ nhận định à cái góc van là chỗ nào và mình đo nó thì đường kính vòng van là không quá 30. Tại sao phải nhớ con số này? Tại vì trong những cái trường hợp mà thấp trái nó giãn to ra thì vòng van hai lá nó cũng sẽ giãn ra theo và như vậy thì nó sẽ làm hở van hai lá. Khi các anh chị muốn xác định à bệnh nhân này có hở hai lá thì cái bước thứ hai là phải cho biết nguyên nhân hở hai lá là gì. Nó có thể là nhiều lắm, là do các bộ phận dưới van hay là do bản thân cái lá van hay là do cái vòng van. Như vậy thì vòng van hai lá này là một trong những cái thành tố mà nó sẽ gây ra hở van hai lá. Vì thế khi mà có nhìn mà thấy có cái phổ hở hai lá ở đây, cái điều bắt buộc các anh chị phải lưu ý là kích thước của vòng van hai lá mình phải đo ở trên cái mặt cắt này coi có quá 30mm hay là không. Như vậy Trang nhắc lại ha, ở slide này các anh chị chỉ cần nhớ dùm Trang hai con số, một là van hai lá dày không quá 2mm và cái vòng van hai lá rộng không quá 30mm. Những con số còn lại khi nào các anh chị có làm những cái bài báo, những cái nghiên cứu khoa học, những cái luận văn, luận án thì mình có thể phải sử dụng tới những con số này, còn đây mục đích nêu ra là tham khảo. Và khi mà để em mốt vào thì cái van hai lá trước các anh chị sẽ thấy là có chữ M, hai lá sau có chữ M ngược lại. Và đây là cái hình ảnh rất quen thuộc của van hai lá. Thì các anh chị nhớ đây là cái đỉnh này nè, cái mốc này người ta gọi là D, đỉnh Ơ và đây đỉnh A. Bài hôm trước Trang có nhắc rồi ha, lúc mà van hai lá vừa mở ra thì máu đổ cái ào xuống dưới thấp và do đó nó sẽ tạo nên sóng mơ. Cuối thì tâm trương, nhĩ là sẽ co bóp lần nữa tống máu xuống. A là Epion là nhĩ co bóp tống máu xuống với cái đỉnh nó nhỏ hơn. Và thường á là có những cái thông số này đây nè, thì đo từ D cho tới Ơ, tức là cái thời
cái khoảng cách từ đỉnh nơ tới đỉnh nơ thì cái này bây giờ cũng ít dùng rồi. Thất, nhưng mà bây giờ các anh chị sẽ thấy họ còn xài một số đây là ơ, trên này là vách niên thất, thì cái khoảng cách từ đỉnh nơ này tới vách niên thất đây là cái số 3, đây là số 3 thi chú đây, không quá 7 ly. Tức là van hai lá nó mở ra càng rộng càng tốt, và mở càng sát với lại cái vách niên thất thì được. Mà nếu nó cách xa với vách niên thất quá thì đây là một chỉ điểm của rối loạn chức năng tâm thu thất trái. Trang nói lại ha, từ cái đỉnh nơ này mà cho tới cái vách niên thất mà nó cách xa nhau quá thì cái đó là một chỉ điểm của rối loạn chức năng tâm thu thất trái. Rồi cái độ dốc EF này người ta sẽ gọi là EF slope. Độ dốc EF này thì hồi xưa đó người ta cũng sẽ quan tâm rất nhiều là DE và EF slope là các thông số để nói lên cái tình trạng là hẹp van hai lá. Thì trong cái bài hẹp van hai lá sắp tới, cô Hương sẽ đề cập tới những cái chi tiết này. Như vậy trên cái slide này các anh chị nhớ dùm Trang cái thông số EPSS, tức là từ điểm E cho tới vách niên thất. Cô highlight cái thông số này cần nhớ mà thôi. Hồi nãy ở trên 2D cây thước của mình, cái bước thứ nhất đo ngang qua chỗ này van động mạch chủ. Bước thứ hai là mình đo ngang qua van hai lá chỗ này. Và bây giờ bước thứ ba là đo sau van hai lá. Các anh chị nhớ cây thước của mình phải để ngay sau cái van hai lá. Và tuy nhiên cái hình này nó chưa chuẩn ở chỗ nào ha. Hồi trước Trang có nhắc rồi và nãy cũng có nhắc rồi, các anh chị sẽ muốn coi tất cả những cái bảng thông số bên đây đúng hay không. Mình ngó vô cây thước coi thì nó để đúng chuẩn chưa. Thật ra cái này là chưa vuông góc với vách liên thất. Mình phải để làm sao vuông góc vách liên thất mà ngang qua van hai lá thì mới đúng. Và áp dụng theo cái hướng dẫn đo ở đây, tức là mình đầu tiên các anh chị sẽ đo thì tâm trương, tức là cuối thì tâm trương. Lưu ý dùm Trang ha, đo cuối thì tâm trương. Như vậy đây nè, thì tâm trương thất đang bung rộng, thì không phải mình đo ngay cái chỗ rộng nhất mà mình sẽ đo ngay cuối thì tâm trương, tức là cái chân dốc. Đây thì tâm thu co bóp lại. Như vậy cuối thì tâm trương là mình đo chân dốc, đo từ đây lên đây. Và đây hình ảnh đo chân dốc cuối thì tâm trương, thì mình sẽ đo là vách niên thất, lòng thất và thành sau của thất trái thì tâm trương, rồi đo tới thì tâm thu. Thì đây thì tâm thu là mình đo cái chỗ mà hẹp nhất. Và ở trên này á thì các anh chị thấy những con số đo này cũng sẽ tương đối khó nhớ, nhưng mà thường người ta lấy mốc nè, vách liên thất và thành sao sắp xỉ nhau. Các anh chị thấy rõ đây, sắp xỉ nhau và không quá 11 ly. Như vậy bây giờ mình chưa cần đo, các anh chị mới để cây thước vô thôi. À đây là vách liên thất, đây thành sao nhó, kích thước hai cái này có sắp xỉ nhau không? Sắp xỉ nhau là được. Một cái nào nó dày lên thôi là mình biết cái vùng đó có bị phì đại, có bị dày. À, như vậy thì và không quá 11 ly. Còn cái lòng thất này nè thì thường không quá 55 ly. Có nhiều các anh chị làm siêu âm tim thâm niên rồi, tức là ngày làm cả trăm ca mà làm chừng vài năm thôi là không cần đo. Nhìn vô thôi là các anh chị đã nói được à cái này 7 ly, à cái này là 55 ly vân vân, rất là chính xác. Ở đây các anh chị sẽ thấy có một cái thông số tỷ lệ phát liên thất chia cho thành sao, cũng không cần nhớ mấy cái lẻ lẻ này chi mất công đó. Các anh chị nhớ chung là sắp xỉ nhau, như vậy tức là nó sẽ bằng 1. Kích thước phát liên thất và thành sao sắp xỉ nhau, tức là bằng 1. Khi mà các anh chị đo xong á, bấm cái thì máy nó có cài chương trình, nó sẽ hiện lên cái thông số, hai cái thông số này là nói lên chức năng tâm thu thất trái. Các anh chị nghe thấy nó rất nhiều, nói tới chức năng tâm thu trái họ nói IF, IF rất là nhiều. Thì thường á, FS sẽ bằng sắp xỉ phân nửa của IF. Nhắc lại ha, hai con số này đều nói lên chức năng tâm thu thất trái. Như này cũng vậy, nhưng mà các anh chị sẽ học kỹ những cái thông số đánh giá chức năng tâm thu thất trái trong một bài riêng do bác sĩ Tuấn Anh phụ trách. Có một cái chỉ số LTV, thì cái này á, là cái tỷ lệ với độ dày thành thất, thì nói lên là dày thất trái, phì đại thất trái. À, các anh chị sẽ thấy là trên những cái bệnh nhân về tăng huyết áp, những cái nghiên cứu về tăng huyết áp, người ta sẽ quan tâm rất nhiều tới cái chỉ số này, tức là hai lần độ dày của thành sao mà chia cho cái đường kính tâm trương của thất trái thì đừng quá phân nửa. Thì các anh chị chỉ cần nhìn vô vậy thôi, chưa cần đo, biết rồi cái này đây tới dày, hai lần lên tới là nó tới đây, lên tới khoảng trên này thì cũng chưa quá phân nửa lần thất trái, à như vậy là được. Còn nếu mà nó quá phân nửa thì đó nói lên là có dày thất trái, mà đó là chủ yếu dày thành sao, tại vì mình thông số này mà sử dụng ở trên thành sao. Mình sẽ test một chút
Các anh chị nhìn vô hình này cho biết rằng Trang có gì bất thường. Có phát hiện gì bất thường không các anh chị ha? Cái thứ nhất, nhìn trên 2D, các anh chị sẽ thấy có sự khác biệt gì không giữa kích thước chủ và nhĩ trái? Như là cái hình trước này đã nói rồi, ở đây các chị thì nhìn thấy là nhĩ trái to nổi bật so với lại kích thước vai mạch chủ. Như vậy đầu tiên mình chẳng nói thứ nhất nhĩ trái giãn. Rồi xong bây giờ xuống nhìn tới cái hình TM này thì các anh chị thấy nè, vách ly thất đi lờ đờ, thành sao cũng đi lờ đờ, nó không còn giận sóng rõ rệt giống như cái hình này. Hình này các anh chị thấy nè, nó giận sóng rõ rệt thì tâm trương bung ra rất là rộng, thì tâm thu siết vào rất là rõ. Nhưng sang tới cái hình này, các anh chị thấy tâm thu, tâm trương không khác biệt bao nhiêu là hết. Thì đây nói lên là vách liên thất lẫn về thành sao thất trái đều có tình trạng giảm động. Và tiêu chuẩn để gọi là giảm động hay vô động thì chúng ta sẽ có một cái bài riêng nữa ở trong cái bài bệnh lý mạch vành. Và khi đó đây á, thì các anh chị ngó qua các số đo giùm. Đặc biệt ở đây, thành sao và vách liên thất đều là 7 ly hết. Mình nhìn vô mình thấy đúng là nó mỏng được rồi, không sao. Nhưng mà cái lòng thất trái là tới 61 ly, đó là thì tâm thu, và tới thì tâm trương là 66 ly. Như vậy thì tâm trương là nở ra lắm đó, mà 66 ly thì tâm thu á hẹp lại rồi có 61 ly, tức là trên biệt không nhiều, trên biệt không nhiều. Và đó là lý do mà các anh chị thấy ef này, tức là chức năng tâm thu thất trái chỉ có 17%, tức là bình thường á là khoảng 60%, mà bây giờ còn có 17%, tức là nó giảm còn có 1/3 mà thôi. Và các anh chị thấy rõ ha, FS ở đây 8, và nãy các anh có nói rồi, FS sắp xỉ bằng phân nửa của EF. Những cái thông số còn lại trên máy này sẽ tính hết cho mình. Thí dụ như là cái khối cơ thất trái nó nặng bao nhiêu, hay là cái thể tích thất trái là bao nhiêu, thì những cái bài đó là chúng ta sẽ học riêng trong cái buổi về đánh giá các chức năng của thất trái. Các anh chị nhận diện được bây giờ mình sang tới mặt cắt nào không? Đúng rồi, thấy một khối tròn này là mặt cắt ngang cạnh ức và ngang đâu? Đây là ngang van hai lá. Như vậy khi ngang van hai lá hôm trước anh có nói rồi, các anh chị sẽ thấy à đây là giống như cái miệng cá đó. Đây là cái mũi trước, đây là cái mũi sau, và luôn luôn đây là cái mép van nó phải lồi ra, nó không có liên tục. Lá van trước, lá van sau. Và cái quan trọng của mình ở cái trục ngang này, mà ngang, trục ngang này nó có nhiều tầng, thì đây là tầng ngang van hai lá. Ngang van hai lá, các anh chị sẽ coi cái vòng này nè, nó co bóp đều hay không. Và thường á là cái vùng này nó hay bị móp vô, mà khi móp vô như vậy á thì sẽ có tình huống thứ nhất là rối loạn vận động vùng ở đây, giảm động vùng vách liên thất. Hoặc cái tình huống thứ hai là tăng áp động mạch phổi, nó dội áp xuống thất phải, tăng áp quá, nó đẩy áp lực về phía bên đây, và do đó cái vách liên thất này nó sẽ bị móp. Như vậy thì cái quan trọng chúng ta khi đánh giá ở cái mặt cắt này là coi vận động vùng toàn bộ co bóp đều hay không, có vùng nào giảm động vô động hay không, và có vùng nào nó móp vô hay không. Cũng trên mặt cắt ngang đó, nhưng mà bây giờ mình lấy lên tới tầng động mạch chủ và mình quan tâm tới phía bên đây là động mạch phổi, thì đường kính van động mạch phổi là thường là sắp xỉ khoảng 27 mm. Và khi mà các anh chị để cây thước Doppler vô bên đây nè, các anh chị để cây thước Doppler vô thì các anh chị thấy đây là phổ của động mạch phổi. Tại vì máu từ đây bơm xuống, thành ra dòng máu nó cũng sẽ, cái phổ nó cũng sẽ đi xuống. Và cái yêu cầu các anh chị phải thuộc vận tốc tối đa. Vận tốc tối đa là bao nhiêu thôi? Tức là quá con mức đó thì các anh chị nghĩ tới tình huống gì không? Có tình huống gì mà máu ào chảy qua đây với cái vận tốc rất cao? Một, hẹp van động mạch phổi. Các anh chị hình dung khi van mạch phổi chỗ này hẹp, thành ra là máu nó phải đẩy xuống rất là mạnh, vận tốc rất là cao, do đó vận tốc tối đa này nó sẽ tăng lên. Tình huống thứ hai, có tất cả những cái gì mà tăng máu về tim phải thì nó mới đổ ào qua đây. Như vậy thường là xanh trái phải, đó là nói tới tim bẩm sinh, thông niên nhĩ, thông niên thất đó. Thông niên nhĩ và thông niên thất nó sẽ làm máu từ buồng tim trái đổ sang buồng tim phải, và do đó nó sẽ đổ vào mạch phổi nhiều. Như vậy thì các anh chị tô highlight dùm Trang để chỉ cần thuộc cái vận tốc tối đa. Nếu vận tốc này mà tăng quá, tình huống thứ nhất hẹp van động mạch phổi, tình huống thứ hai đó là coi chừng có tim bẩm sinh luồng thông trái phải, thành ra tăng lượng máu qua van động mạch phổi này. Ở đây hình rất đẹp, các anh chị thấy đã chiếu xuống là của hai cái nhánh động mạch phổi hai bên. Chúng ta sang tới một cái hình này, đây là thả màu vô.
Thì cái, đây là hình rất là phổ biến và có thể nói là 100% người trưởng thành là đều có cái hở van động mạch phổi này hết. Tức là sau khi máu từ đây bơm xuống rồi thì có cái dòng trào ngược lên, và dòng trào ngược đi lên thành ra mình sẽ thấy đây là cái phổi đi lên. Thì các anh chị sẽ thấy rõ hở van mạch phổi nhẹ, và trong trường hợp này là hở van mạch phổi nặng này. Cái này hôm bữa mình định danh gọi bằng cái từ gì ha? Cảm sạc cư á, aliasing. Các anh chị sẽ thấy có hình ảnh aliasing đây, tức là quạt máu xuống đây nhiều, quạt máu ở đây lên nhiều, và mình để cái vô đây thì cái dòng máu, đây là dòng của phổi, hở van động mạch phổi, gần như 100% người đều có. Do đó cái này dễ nhất khi các anh chị đi thực tế lên máy rồi đó, các anh chị thấy ủa sao ca nào để vô cũng hở phổi, mình ghi kết quả ra là hở phổi về bệnh nhân hoang mang lắm, ủa sao mình ban nào cũng thấy hở, chắc là bệnh lý, bệnh nhân lặn lội từ ở dưới Cà Mau từ Đắk Lắk về tới Thành phố Hồ Chí Minh để trị cái này thôi, nhưng mà quên mất đó là hở phổi sinh lý. Và làm sao để biết là hở phổi sinh lý hay bệnh lý, đây là một vấn đề khó nữa. Và tại vì cũng có nhiều trường hợp làm hở phổi bệnh lý vậy, đây người ta có đưa ra thông số thì các anh chị đấy, diện tích thì mình ít khi nào xài tới, tức là đo diện tích cái này nhân chiều dài chiều rộng thì khó lắm, nhưng mà thường lấy móc dài, độ dài đây nè của cái dòng hở lấy móc 27, tức là kích thước ngang động mạch phổi thường là tới tối đa 27, và nếu mà có hở thì hở cũng tối đa là 2.7, thì hơn cái mức đó thì mình phải cảnh giác là hở phổi bệnh lý. Chúng ta sang tới vùng mõm. Xin lỗi, không có bị mất. Yeah. Ở vùng mõm thì các anh chị sẽ thấy là hôm trước Trang có nói rồi, nó tới van hai lá là chữ Migram và chữ M. Thì bên M1 nó có hình M, và bên Doppler cũng có hình M. Và cái đỉnh trước cũng gọi là Ơ, đỉnh sau cũng gọi là A. Và luôn luôn Ơ lớn hơn A. Thì đây người ta sẽ ghi tỷ lệ Ơ chia A lớn hơn 1, tức là nó cách khác là Ơ nó phải luôn luôn lớn hơn A. Thì đó là dòng bình thường của phổi hai lá. Thì người ta sẽ, ở đây các anh chị sẽ lưu ý dùng Trang cái này. Khi mình để vô cái vùng mõm thì chủ nó bơm máu xuống xong, tức là thất trái bơm máu ra động mạch chủ xong hết thì tâm thu, thì van mạch chủ đóng lại, rồi chờ lúc đó thì van hai lá mới bắt đầu mở ra để máu từ tầng nhĩ xuống tầng thất. Tức là kết thúc thì tâm thu, thì ngưng một hồi rồi mới bắt đầu vô thì tâm trương. Đấy là van hai lá tống máu, mở ra để tống máu từ nhĩ xuống dưới thất. Thì cái chỗ này đó có khoảng ngắn gọi là IVRT thời gian. Này là một thông số quan trọng để đánh giá rối loạn chức năng tâm trương thất trái. Trong trường hợp rối loạn chức năng tâm trương thất trái, tức là thất trái không trương nở ra được, thì cái thời gian này nó sẽ kéo dài ra. Rồi có những cái thông số khác các anh chị thấy là đo từ đỉnh số mơ xuống, thì cái khoảng thời này cho tới đây, rồi là đo, rồi cái thời gian thứ hai đo đây. Thì tất cả những cái thông số này các anh chị sẽ được học kỹ trong những cái bài rối loạn chức năng tâm trương, cũng như là trong cái bài bệnh lý van hai lá. Và một lần nữa, chúng ta cũng cần nhớ con số vận tốc tối đa của phổi van hai lá. Tối đa của đỉnh Ơ là bao nhiêu và tối đa của đỉnh A là bao nhiêu. Tại vì tăng quá mức đó cũng bất thường. Nếu mà hồi nãy Trang có nhắc với các anh chị là có hở van động mạch phổi sinh lý, thì bây giờ hở van hai lá cũng sinh lý và cũng gặp nhiều lắm đó. Ngay cả như là gần 70%. Tức là nó không phải 100% giống như hở phổi, nhưng mà gần 70% bệnh nhân, cái 3/4 bệnh nhân là có hở van hai lá sinh lý. Và ở đây là mặt cắt nào các anh chị nhận diện được không? Mặt cắt nào nè? 1 buồn, 2 buồn, 3 buồn, 4 buồn, mặt cắt 4 buồn tại mõm. Thì đây là mặt cắt dễ thấy nhất, hở van hai lá. Thì các anh chị sẽ thấy đây có aliasing. Thì để cái thước vô thì mình sẽ thấy cái dòng màu đi xuống, tại vì hở van hai lá nè, thành ra là dòng màu từ dưới thất sẽ chạy lên nhĩ, đây phổi đi xuống. Thì tiêu chuẩn để gọi là hở van hai lá sinh lý thì các anh chị diện tích cũng khó đánh giá lắm, còn cái thước dòng màu, cái thước dòng màu thường là 2 phân, mình nhớ vậy cho dễ. Tức là hở hai lá sinh lý thì dòng màu nó dài thường trong cỡ 2 cm. Tại vùng mõm, bây giờ khi mà nghiêng đầu dò, ép đầu dò sát vô thành ngực bệnh nhân, thì các anh chị sẽ thấy được động mạch chủ đây, động mạch chủ đây, thả màu vô, máu bơm ra đây. Thì các anh chị sẽ thấy là để cây thước vô thì phổ đi xuống, tại vì máu đi chiều từ trên xuống dưới, do đó khi phổ vô là phổ cũng đi xuống dưới. Và các anh chị sẽ đo vận tốc tối đa của phổ chủ, thì lại phải thuộc cái này nữa, tại vì nếu vận tốc này nó tăng quá
thì thí dụ như là hẹp van mạch chủ, máu phải bơm ào ào qua thì cái vận tốc này nó cũng sẽ tăng. Chúng ta sang một cái van cuối, nãy giờ nói van ba lá chưa nói tới ha, chủ rồi, hai lá rồi, bơm mùi tim phải thì nó phổi rồi, và bây giờ tới van ba lá. Van ba lá này để cho các anh chị lại thấy allergen, ở đây cũng thấy allergen. Allergen tức là biết có dòng máu xoáy bất thường. Và một con số đáng lưu ý, kể như là 100% người lớn là cũng có hở ba lá sinh lý. Như vậy bên buồng tim phải của mình á, có hai van nè, van phổi và van ba lá, thì cả hai cái này gần như 100% đều có hở sinh lý. Nhưng cái quan trọng là làm sao để phân biệt nó hở bệnh lý. Tại vì nhiều khi á, các bệnh lý làm cho tim phải nó nở to. Ở đây các anh chị thấy thất phải nở to thì vòng van ba lá cũng nở ra theo. Và như vậy thì làm sao biết được cái đó hở sinh lý hay bệnh lý, cũng dựa vô kích thước dòng màu. Và dòng màu dài cũng không quá 2 phân. Như vậy van hai lá sinh lý, van ba lá sinh lý thì đều có dòng màu này nè. Chiều dài của nó thường là không quá 2 cm. Như vậy thì đúc kết lại một số chỉ số bình thường, đây là theo tác giả nước ngoài. Các anh chị sẽ thấy hệ lấy chủ và nhĩ trái không quá 40. Rồi kích thước chủ nhĩ trái này hồi nãy mình nói rồi ha, làm sao sắp xỉ là 1. Rồi vách liên thất và thành sao nè, sắp xỉ nhau bằng nhau. Ở đây hệ lấy 12, vì mình thường tác giả của mình hay lấy là không quá 11 ly. Còn lòng thất trái á, thì thường không quá lấy 55 ly cho nó dễ nhớ. Còn ở đây tỷ lệ vách liên thất thành sao nãy có nói rồi, tỷ lệ nhĩ trái rằng mà chủ nói rồi, đều là sắp xỉ 1 hết. Và đây tỷ lệ thất phải chia thất trái cũng có nói rồi, bằng 1/3. Những cái khổ đáp lên này Trang yêu cầu các anh chị là phải thuộc vận tốc tối đa. Mà mình đang thực tập bên khối người lớn mà, thành ra các anh chị chỉ cần nhớ cái bảng người lớn này thôi. Còn khi chưa thuộc thì cứ chụp hình vô máy đi theo lên máy thực tập đó, thì mình sẽ mở ra. Các chỉ số siêu âm tim bình thường của người Việt Nam thì đây à, thì có nhiều quá nhưng mà các anh chị chỉ cần nhớ kiểm tra một số. Đường kính vòng van này nó không quá 30 ly rồi. Diện tích lỗ van phải thuộc, đường kính vòng van phải thuộc tô highlight hai số này. Rồi tiếp theo đó là vận tốc tối đa sóng ơ phải thuộc. Rồi những con số còn lại là tùy những cái tình huống nghiên cứu thì các anh chị mới thuộc tới rồi. Còn van ba lá, con bé này cũng khỏi cần thuộc. Van van mạch chủ thì các anh chị phải chịu khó thuộc vận tốc tối đa của van động mạch chủ. Những cái bảng thông số này á, thì các anh chị chắc chắn là một số một chiều không nhớ nổi. Và những cái lẻ lẻ cộng trừ này á, thì mỗi người sẽ tự gọi là có một cái cách tổng kê riêng để mà cho nó dễ nhớ. Như vậy thì chúng ta sẽ, các anh chị gần hết thời gian rồi, thành ra là mình sẽ out ra đi. Rồi sau đó khoảng 5 phút thì sẽ bắt đầu tiếp cái bài thứ hai. Không biết là trong bài này có cái gì khó khăn, các anh chị có đề xuất gì không? Nếu mà ngại mà đề xuất chung vậy á, thì có thấy địa chỉ mail của Trang rồi á, thì các anh chị có ý kiến gì, có đề xuất gì thì cứ gửi qua cái mail của Trang. Rồi, hẹn gặp lại các anh chị 5 phút nữa nha.